Chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin công nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Thưa quý vị, báo cáo tổng kết an ninh mạng năm 2019 của BKAV cho biết, thì trong năm 2019, tình trạng virus gây ra thiệt hại cho người dùng Việt Nam lên tới 20.892 tỷ đồng, tương đương 902 triệu đô la Mỹ. Lý giải về thiệt hại con số mà virus máy tính gây ra, BKAV cho biết không có sự cố nghiêm trọng đặc biệt nào xảy ra. Tuy nhiên, do sự gia tăng máy tính bị nhiễm mã độc mã hóa dữ liệu tấn công có chủ đích là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại lớn này. Tổng số lượt máy tính bị nhiễm mã độc được ghi nhận trong năm 2019 lên tới 85,2 triệu lượt, tăng 3,5% so với năm 2018. Cũng trong năm 2019, với sự chỉ đạo quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước cùng với các chiến dịch xử lý mã độc đồng loạt tại một số thành phố lớn đã góp phần giảm đáng kể số lượng máy tính tại Việt Nam nằm trong mạng máy tính ma botnet. Và theo công bố của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU, Việt Nam đã tăng 50 hạng về chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu trong năm. Các cuộc tấn công mạng gây thiệt hại nặng nề cho các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu của trang đánh giá dịch vụ mạng top 10 VNP có trụ sở tại London, Anh Quốc. Có 122 sự cố mạng lớn đã xảy ra ở 21 quốc gia trong 18.225 giờ năm 2019. Và theo các chuyên gia, việc Internet gặp trục trặc có thể khiến nền kinh tế số rơi vào bế tắc. Chúng cũng sẽ gây thiệt hại lâu dài vì góp phần làm mất niềm tin nơi nhà đầu tư, làm gián đoạn dòng tiền vận hành qua nền tảng mạng xã hội và giao dịch chuyển tiền qua thiết bị di động. Những nước ở khu vực bất ổn chính trị như Trung Đông và Bắc Phi bị ảnh hưởng nhất với thiệt hại ước tính 3,1 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy năm 2019 là năm xảy ra số lượng kỷ lục sự cố Internet và mạng xã hội, nhiều nhất tại Iraq, Iran, Sudan, Ấn Độ và Venezuela. Những nền tảng mạng xã hội ảnh hưởng nhiều nhất bởi quyết định ngắt mạng của chính phủ là WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube. Mạng xã hội Twitter sẽ thử nghiệm tính năng mới cho phép người dùng kiểm soát được đối tượng có thể bình luận vào bài đăng của họ, nhằm hạn chế các nội dung mang tính xúc phạm và quấy rối. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của nền tảng trực tuyến này nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh hơn cho người dùng. Twitter cho biết muốn giúp người dùng cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi trò chuyện trên mạng xã hội này bằng cách trao cho họ quyền kiểm soát các cuộc hội thoại. Theo kế hoạch mà Twitter trình bày tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES hàng năm đang diễn ra ở thành phố Las Vegas của Mỹ, người dùng sẽ có thể lựa chọn 4 hình thức phản hồi, bao gồm Global, cho phép bất kỳ ai cũng có thể vào bình luận hoặc trả lời. Group, cho phép các phản hồi từ những người mà người dùng theo dõi hoặc là đề cập tới. Panel, những người được đề cập trong bài đăng hoặc là statement, không được bình luận hay phản hồi. Bộ trưởng Tài chính Pháp quốc gia này Bruno Le Maire và Mỹ đã nhất trí giải quyết mâu thuẫn tới luật áp thuế liên quan tới công ty công nghệ lớn trong vòng 15 ngày. Ông Le Maire đã kêu gọi Washington không áp dụng các biện pháp trừng phạt trong khoảng thời gian này. Trong khi đó, ông Phil Hogan, Ủy viên Thương mại châu Âu khẳng định Liên minh châu Âu-EU sẽ luôn sát cánh cùng Pháp trong việc giải quyết mâu thuẫn. Về phần mình, các doanh nghiệp cho biết mức thuế dù ở cấp độ nào cũng sẽ tác động mạnh mẽ đến doanh nghiệp của họ. Khi bạn mua một chai rượu vang Pháp, bạn sẽ mua nó từ một nhà bán lẻ ở Mỹ, những người mua nó từ các nhà phân phối của Mỹ. Vì vậy, mức thuế này sẽ có ảnh hưởng không đều. Nó sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ nhiều hơn là các doanh nghiệp Pháp và châu Âu. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa trừng phạt Paris vì luật mới cho phép áp thuế với các hãng công nghệ lớn như Netflix và Amazon có hoạt động thị trường tại quốc gia này, kể cả khi những hãng này không đặt trụ sở hay văn phòng đại diện tại Pháp. Biện pháp trừng phạt của ông Trump có thể khiến khối lượng hàng hóa Pháp trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ phải chịu thuế nhập khẩu khi vào thị trường Mỹ, trong đó có những sản phẩm xuất khẩu quan trọng như rượu vang, mỹ phẩm và túi da. Hiện nay nhiều bố mẹ tìm hiểu điểm yếu và điểm mạnh của con cái mình để giúp con phát triển hết khả năng tiềm ẩn cũng như có được định hướng nuôi dạy con hợp lý. Chính vì thế mà họ đã sử dụng công nghệ sinh trắc vân tay, và sinh trắc vân tay giống như bản đồ dẫn người ta hiểu và tìm hiểu tài năng của chính mình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về công nghệ này trong chương trình ngày hôm nay. Chị Vũ Vân Anh ở Hà Nội đã có hai con nhỏ. Cách đây một năm, chị đã đưa cậu con trai cả đi kiểm tra sinh trắc vân tay. Nhờ đó, chị đã hiểu rõ hơn về con, về đặc điểm tính cách, sở trường, sở đoản của con. Điều này giúp chị nuôi dạy con hợp lý hơn. Và năm nay, chị tiếp tục cho cô con gái thứ hai đi kiểm tra sinh trắc vân tay.
trong quá trình con đi học này, trong quá trình hàng ngày này để em tiếp xúc với con, thì em thấy rằng là em nghiệm lại những cái gì trong Sinh Chắc Vân Tay nói, và em nghĩ lại thì rằng là cũng có một số cái là đúng với hiện tại với con lúc đấy là khoảng 2 tuổi, và em cũng nhớ đến những cái lời tư vấn của các bạn. Và trong quá trình nuôi dạy con một năm vừa rồi thì là em thấy rằng là em cảm thấy rằng là em không bị là nóng tính lên này khi nuôi dạy con, khi hiểu rõ bản chất của con mình. Kiểm tra Sinh Chắc Vân Tay cũng sẽ giúp những bạn trẻ đang đứng trước ngã ba đường trong việc lựa chọn định hướng nghề nghiệp có được quyết định đúng đắn hơn nhờ vào việc biết được khả năng tiềm ẩn của mình. Bởi vì là đang là sinh viên năm 2, nhưng mà tôi cảm thấy là cái trường đại học của tôi hiện tại thực sự không phù hợp với tôi, nên là tôi muốn chuyển sang một hướng khác, nhưng mà vẫn không biết là một cái ngành nghề nào thực sự phù hợp với mình, nên là tôi quyết định đi làm Sinh Chắc Vân Tay để tìm ra được điểm mạnh của mình và phát triển nó lên. Hiện nay tại Hà Nội có nhiều đơn vị triển khai công nghệ Sinh Chắc Vân Tay với các công nghệ tiên tiến để có thể cho ra bản báo cáo chính xác nhất với từng khách hàng. Ví dụ tại Trung tâm Ứng dụng Sinh Chắc Vân Tay P-Talent, trực thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục Sớm IPD, quy trình phân tích Sinh Chắc Vân Tay bao gồm thu thập tất cả 10 dấu vân tay. Quá trình này mất khoảng sau 3 đến 5 phút và một báo cáo sẽ có trong khoảng sau 5 ngày. Sau đó, chuyên gia tư vấn của P-Talent sẽ phân tích hành vi của người kiểm tra và nghiên cứu thói quen của họ để đạt được kết quả chính xác nhất. Nếu chỉ là dựa vào cái di truyền để mà phát huy cái năng lực của mình thì thành công sẽ rất hạn chế. Mà muốn để phát huy được cái năng lực của mình mà nhờ cái di truyền của các thế hệ để lại thì bắt buộc phải có được một cái môi trường giáo dục ưu việt. Và cái môi trường giáo dục đó phải bắt đầu từ sớm, cho nên chúng ta vẫn gọi là phải giáo dục sớm cho đứa trẻ. Theo các chuyên gia, bằng việc phân tích đường vân tay, chúng ta có thể hiểu chính xác sự phân bố và số lượng tế bào trong não trái và não phải của tế bào và dự đoán tiềm năng nằm ở đâu. Mặc dù mọi người đều nhận ra được điểm mạnh và điểm yếu bản thân theo thời gian, nhưng nếu chúng được xác định sớm, chúng ta có thể phát triển thêm các điểm mạnh và cải thiện các điểm yếu của mình, để não trái và não phải có thể phát triển theo cách cân bằng và hòa hợp hơn. Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin công nghệ đáng chú ý khác. Sony gây bất ngờ lớn khi vừa trình làng mẫu xe điện Vision S tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2020 đang diễn ra ở Las Vegas, Mỹ. Sản phẩm trang bị 33 cảm biến bên trong và ngoài xe, nhiều màn hình hiển thị và đặc biệt không có gương chiếu hậu. Thay vào đó là camera quan sát phía sau được đặt ở đúng vị trí của gương chiếu hậu. Đây là sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với trước đây của họ. Một vài bộ phận trên Vision S đến từ các đối tác có tên tuổi như BlackBerry, Bosch. Ở phần ngoại thất, xe mang nhiều đường nét mạnh mẽ của Porsche, đặc biệt là xung quanh hệ thống đèn pha. Theo giám đốc điều hành Kenichiro Yoshida của Sony, mẫu xe này thể hiện mong muốn của hãng trong việc đóng góp và lựa chọn di chuyển của con người. Hiểu cách khác, Sony dường như muốn một phần trong miếng bánh dịch vụ di chuyển kiểu mới, vốn đang hết sức tiềm năng. Hãng xe Hyundai của Hàn Quốc đã hợp tác với Uber thiết kế mẫu xe taxi di chuyển trên không trung và vừa được giới thiệu bản mô hình tại triển lãm CES 2020. Theo thỏa thuận hai bên, Hyundai sẽ giúp giấc mơ tạo ra mạng lưới taxi bay của Uber thành sự thật. Xe taxi bay của Hyundai có thể cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng, chở được 4 hành khách và đạt tốc độ 322 km/h, động cơ điện với quãng đường 97 km mỗi lần sạc. Phiên bản concept khá giống với những thiết kế của Boeing cũng như của các công ty hợp tác với Uber Elevate, chi nhánh taxi bay của công ty đi xe chung của Mỹ. Sự kiện cũng thể hiện bước nhảy vọt về cải tiến của Hyundai. Cũng giống các đồng nghiệp khác, hãng xe Hàn bị tác động bởi sự thay đổi thói quen của khách hàng về việc sở hữu cũng như chuyển sang dòng xe không dùng xăng và dầu. Tới đây thì bản tin công nghệ và cuộc sống của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.